Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi The Bold New Camry. The Jungle Resort and Casino. Health and Beauty Network giúp bạn tự tin yêu đời với mỹ phẩm Natra 714 467 9071. Tèo Thai Club 714 983 Võ Xe hay 714 chợ Đông Ba với các món ngon xứ Huế 714 891 -8028. Mai Phương Beauty and Wellness Center Xăm phun theo tán bột chân mày mí mắt nguyên môi với nữ tài tử Mai Phương 25 năm kinh nghiệm 714 839 8121 Tế bào gốc Biolacel, tinh hoa của đất trời, đẹp da, mọc tóc, giảm cân, nữ tài tử Mai Phương, đại diện độc quyền 714 839 -8121. Lái về một trong năm xe hơi và nhận được 50.000 tiền mặt chỉ có tại Pala Casino Spa and Resort. đang theo dõi phần tin tức trong ngày bên cạnh những cái tin khủng bố, những cái tin lớn bầu cử vân vân thì cũng có những cái tin nhỏ nhưng mà cũng gây nhức đầu cho người dân đó là tại Seattle ngày hôm qua thưa quý vị như chúng tôi vừa từng trình chức phần quảng cáo một người đàn ông yêu thương cây cây này và có không biết được ông nhận được tin từ đâu là chính quyền thành phố Seattle dự trù sẽ chặt cái cây này nằm ngay giữa trung tâm của Seattle quý vị nhìn thấy đường phố bên cạnh đó là những cái tòa nhà đô chính lớn thì cái cây cây này là cây Sequoia chứ không phải cây thông Thưa quý vị cây sợi Khoia này vẫn có ở đây được trồng từ năm 1970 thì người đàn ông này hôm nay chưa được biết rõ tên tuổi ông đã leo lên cây này và nhất định thưa quý vị cái xe cứu hỏa đã chặn khắp ở các đường và xe cứu thương nữa bởi vì một trong những cái điểm mà chính quyền thành phố rất là quan tâm đó là nhân mạng của con người vâng chính vì thế mà họ nói rằng không để cho người này chết hoặc té ngã được điều đó sẽ gây hại đến hình ảnh của thành phố một thành phố văn minh đẹp đẽ ở tại vùng tây bắc hoa kỳ này sau 17 tiếng đồng hồ thương lượng cuối cùng người người đàn ông đã đồng ý trèo xuống cây vào buổi tối ngày hôm qua nhưng mà sau khi trèo xuống được rồi là 9 giờ tối Nội vụ xảy ra từ 11 giờ sáng mãi đến 9 giờ tối, người đàn ông này trèo xuống nhưng mà sau đó lại có tin ông lại tìm cách trèo lên cây này lại. Hiện tại thì chưa biết được cảnh sát có bắt ông này bỏ vào tù và sẽ đưa đi chẩn đoán tâm thần hay không. Tuy nhiên, chính quyền Seattle cho biết là họ không có ý định là chặt cái cây và thậm chí khi mà ông này leo lên đó, làm gãy rất nhiều cành cây họ sẽ lượng định lại cái sức khỏe của chiếc cây sequoia này như thế nào. Một đoạn video được uh, lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày tháng vừa qua cho tới bây giờ đã đạt tới hàng triệu lượt xem và lên tới hàng ngàn lượt chia sẻ. Đoạn video này tả về cảnh một uh, nhóm các du khách người Trung Quốc đang ăn buffet ở ngay tại à, các khu du lịch ở Thái Lan. Một vài ngày sau khi đoạn video này được đưa ra thì có oh, khá no. nhiều vô số những người bình bình luận. À, một số người lại cho rằng à, video này à, quay cảnh này là thật là vô ý là tại vì người ta đang ăn. Nhưng mà một số người lại cho rằng à, oh, đoạn mẹ. video này đã mô tả chân thực những gì mà người oh, Trung no. Quốc đang làm với tất cả những gì trên toàn thế giới. À, một số người lại viết trên các trang mạng xã hội à, người ta nói đùa rằng à, theo như tôi biết thì một số những giả thuyết đưa ra là 20% những người này đang đói 80% trăm là họ chưa nhìn thấy tôm bao giờ và một trăm phần trăm là cả hai trường hợp thế, thế trên một số người người ta cầm cả ba dĩa xúc tới ba bốn dĩa cao tới lúc đầu để mà tranh giành nhau chen lấn nhau xô đẩy nhau và điều đáng trách là những người Trung Quốc này đó, khi mà người ta có những hình ảnh người ta chụp lại, người ta thấy hầu hết trên bàn là những phần tôm người ta không ăn hết mà vẫn lấy. Đó là một điều rất là đáng trách và nhiều 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 người và nhiều những người nhân viên ở trong nhà hàng Thái Lan này người ta tìm thấy ở trong những cái thùng rác đó toàn là tôm không à? Đó là sao? Đó là những điều vô ý của những người thực khách Trung Quốc du khách trung quốc từ lâu đã nổi tiếng với những pha ẩu đả ở trên máy bay như những tin tức mà chúng tôi đã loan báo mở cửa thoát hiểm hoặc là đại tiểu tiện ngay trên đường phố với những khu du lịch nổi tiếng hình ảnh tranh cướp những khẩu phần ăn tôm ở mà quý vị đang xem này tuy không đẹp mắt nhưng mà ở trung quốc thì không hề hiếm gặp Chút nào. À, tuy nhiên à, khi quý vị đi vào một cái chỗ All You Can Eat Buffet, đó, buffet đó, thì quý vị sẽ thấy được ai là kẻ tham và ai là kẻ ăn lịch sự à, Đồng ý là mình có thể All You Can Eat ăn bao bụng luôn nhưng mà cái chuyện đó cũng gây nguy hại cho sức khỏe của mình nhất là quý vị đi vào thấy có những người đó họ cứ vơ thôi yeah. Tôi không biết được làm thế nào để ăn hết một... bởi vì quý vị cũng biết được đó là mình ăn xong mình lại quay trở lại thì ăn cho nó thoải mái, ăn cho nó nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn okay. Lấy làm gì một lúc mà một cái đĩa này <laughs> Chắc ăn mà còn lười nữa, lấy nguyên một cái nóng như thế này nữa mang tới ăn Mà đâu có hết đâu, xong yeah. bỏ lại Xong lại ăn xong rồi cố gắng ngồi chờ đợi để mà no xong lại quay lại tiếp ăn Rồi lấy lại một cái thố như thế Mà những lúc mà ăn buffet mà nhiều như vậy đó nó cảm giác con người nó khó chịu và hoàn toàn không tốt cho sức khỏe như yeah. chút nào có cách ăn tốt nhất á là quý vị sẽ ăn được lâu mà ăn ngon mà đó. nhiều cách nào thế? đó là nhiều nữa. mỗi một lần lấy một ít thôi <laughs> và lấy rải rác nhiều lấy nữa. rải rác Ví dụ như quý vị à có con tôm á dạ. lấy chừng ba con tôm thôi đó tại vì ăn hết ba con tôm nếu quý vị cảm thấy thèm thuồng đó quý vị lại tới lấy thêm hai con tôm nữa và lúc đó tôm nó vẫn còn nóng nó vẫn còn ở đó yeah, vâng. thịt đó đừng có lấy hai miếng <laughs> lấy một miếng thôi rồi dưa hấu cũng thế nữa lấy một hay hai miếng cho nên cái đĩa của vị đó đó là tại sao mà phương tây họ ăn rất là dè sự bởi vì nó sẽ hấp dẫn với con người mình ừ. khi mình thấy ít đó mình ăn cho nó hết yeah, còn nhiều quá mình lại bị mờ mắt, mình cảm thấy ô oh, nhiều quá lại bỏ cho nên cái phương cách mà ăn hay nhất đó, lấy thật ít và ăn hết xong đứng dậy đi quý vị vừa ăn vừa đi như vậy đó là cái phương cách mà tôi thấy rằng mỗi lần đi ăn, buffet về đấy. đó tôi không có bị phùng mịnh nữa yeah. mà nó vừa phải và ăn rất ngon và uống ít ít nước thì rất là nhẹ nhàng ăn buffet nếu quý vị thấy được cái thái độ văn minh nhẹ nhàng như thế đó quý vị sẽ có một bữa ăn thật là ngon thay vì cảm thấy bị cành thông cái hình ảnh mà vơ vét tôm như thế mà trên bàn đó toàn là toàn 7, là 8 tôm. đĩa tôm. Nhưng mà ăn không hết cái vấn đề ở đây là An những người thực khách ăn không hết. Quý vị có bộ. thấy không? Một người mà 1 2 3 4 5 6 đĩa tôm, đĩa nào đĩa nấy tràn đây và yeah. người ta tìm thấy những cái bàn trên đường sót lại toàn là tôm không ạ? Uh... Ờ một bản tin cập nhật từ CNN cho biết là hình ảnh trên CCTV tức là máy quay an ninh tại phi trường đó à, Cơ quan an ninh vẫn còn đang truy lùng một kẻ có thấy được hình ảnh trên máy quay an ninh Và một trong những kẻ này là có thể âm mưu khủng bố ở tại phi trường Cuộc điều tra đang được tiến hành Và trong khi đó tại khắp các ngõ phố ở thủ đô Brussels như quý vị nhìn thấy đó một người tài xế taxi đã báo cáo với cảnh sát sau vụ tấn công khủng bố là ông nói rằng hồi sáng ông đã nhận được điện thoại để đến đón một người tới phi trường và sau khi nhận được địa chỉ của người tài xế này cảnh sát đã ập đến đây. Đây là khu chung cư nơi mà họ tin là một trong những kẻ tấn công ở trạm xe điện ngầm Brussels đã thực hiện vụ khủng bố. Đây cũng là khu chung cư được xem là chứa chấp những tên hồi giáo quá khích hoặc là những băng đảng hồi giáo ở tại trung tâm thủ đô brussels chính vì thế um, có thể nói rằng là người hồi giáo đang gặp phải rất nhiều các trở ngại về vấn đề kỳ thị không chỉ riêng ở pháp mà ở bỉ nữa bởi vì họ nói rằng đây là những quốc gia dung dưỡng những người hồi giáo từ thời cả trăm năm trước khi nước Pháp sang Algeria đi tới các quốc gia Hồi giáo vùng Trung Đông để đô hộ những quốc gia này. Và sau khi thời gian đô hộ đó thì phải mở cửa để những người này vào phục dịch và nô lệ rồi vấn đề kỳ thị giữa người da trắng với người Hồi giáo nữa và từ từ nó trở thành một cái vấn nạn. Những người Hồi giáo trước đây quý vị theo dõi các cuộc phỏng vấn ở tại thủ đô paris đó thì chính họ cũng cho biết đó là họ đã bị kỳ thị và họ không có bất cứ một cái vị thế nào trong xã hội của pháp cũng như không có bất cứ một cái vị thế nào vị trí chính trị nào trong quốc hội của pháp nữa chưa kể đó là họ không tìm được công ăn việc làm và vì thế dư dỏi thì giờ họ lại học được và cũng như được khuyến khích bởi những kẻ hồi giáo khủng bố từ Al Qaeda đa số là khởi đầu từ Al Qaeda và bây giờ đến ISIS, thưa quý vị hiện nay à, chưa rõ là kẻ mà cảnh sát đang truy lùng có phải là cái tên đội mũ mang mắt kính này được nhìn thấy trong hình ảnh của CCTV tức là máy quay an ninh tại phi trường hay không. Xét à, tích chúng tôi phải chia tay với quý vị chiều hôm nay mời quý vị trở lại với Lý Lê Sài Gòn TV lúc 5 giờ để theo dõi các bản tin cập nhật trong ngày. À, tuy nhiên à, thêm một cái bản thông cáo nữa cho anh Tuấn một cái và anh Tuấn sẽ phải đi tham dự chương trình AD New Wave ở tại Nokia Theater và nếu như quý vị nào mà yêu thích với dòng nhạc new wave đó thì à, là chắc là thời của anh thì chắc nghe nhiều dòng nhạc đó phải không ạ. À, vâng, tôi à, cũng không thích gì new wave lắm. Oh, Nhưng mà với rất nhiều người trẻ Việt Nam rất yêu thích new wave. Dạ vâng. Và mọi thông tin chi tiết về một cái đêm nhạc new wave của những ca sĩ hải ngoại được tổ chức ngay tại à, khu nhạc viện Club Nokia À, quý vị muốn biết thêm chi tiết xin gọi về số phone của Đài Lido Sài Gòn TV 7149799562 quý vị nhé. À show vào ngày 2 tây tháng 4 tuần này. Kính mời quý vị cùng ủng hộ với à, nhạc những dàn dòng nhạc Mua vé không... một vé được tặng một vé anh Tuấn. Một vé như là 65. Mình mình Mỹ chỉ kim. còn có mấy chục vé thôi. Yeah. À, quý vị ủng hộ uh, chỉ còn vài chục vé thôi và chương trình diễn ra vào ngày 2 tháng 4. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật vui và xin trân trọng kính chào. Và xin hẹn gặp lại với quý vị vào chương trình ngày mai.